những ngày cuối cùng của năm 2019. Cũng phải lâu lắm rồi mình mới bị ốm. Ai sống xa nhà mới hiểu, những lúc ốm đau không đâu bằng có gia đình, có mẹ ở bên chăm lo. Khi những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy lung linh ngoài đường phố kia được thắp lên, những ai sống xa nhà sẽ càng nhớ nhà hơn. Con người thật là mâu thuẫn, ở nơi này lại nhớ nơi kia. Nếu giờ này mình đang ở Việt Nam thì có khi mình lại nhớ Dublin ra giết cũng nên. Vì mỗi nơi đã trở thành một phần cuộc sống của mình rồi. Hà Nội cất giữ tuổi thơ, còn Dublin là những gì tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Mỗi nơi có một vị trí rất riêng, rất lớn trong lòng mình, không thể thay thế. Rốt cuộc thì nhà đâu nhất thiết phải là một nơi chốn cụ thể. Nhà là bất cứ nơi đâu trên trái đất này, nơi trái tim mình tìm thấy sự bình yên ấm áp. Nơi nào có những người thân yêu, nơi ấy là nhà. ...2019 khép lại, một thập kỷ đã trôi qua. 5 năm đầu của thập kỷ, mình sẽ đặt tên cho nó là tìm đường. 5 năm sau đó, mình sẽ gọi nó là thanh xuân. Tìm đường tuy gian nan vất vả, nhưng nếu như không có tìm đường, làm sao có mình của ngày hôm nay? Cảm ơn Ireland đã làm nên những năm thanh xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Mình mừng vì đó là những năm thanh xuân không phí hoài. Những năm thanh xuân mà mình đã sống trọn vẹn, gấp gáp đến từng phút giây. Cảm ơn Ireland đã sinh ra mình lần thứ hai, cho mình được là mình đúng nghĩa, cho mình được làm những gì mình thích, đặt chân đến những nơi mình muốn và tìm được một người mình yêu. Có thể trong 10 năm này, mình chưa có được tất cả những điều mà mình từng nghĩ rằng mình sẽ có trước khi bước sang tuổi 30. Nhưng bù lại, mình lại có được những điều mà mình từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có. Nếu để nhắn nhủ lại một điều gì đó cho chặng đường vừa qua, mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua. Mỗi người có một cuộc sống, một con đường, một số phận riêng. Hãy làm tốt nhất những gì có thể để cuộc sống của mình là phiên bản tốt nhất mà mình có thể làm. Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi, và để không bao giờ phải hối tiếc. Nếu điều gì đó đang không làm cho bạn hạnh phúc, hãy thay đổi. Nếu điều gì đó khiến cho bạn hạnh phúc, hãy làm nó nhiều hơn. Mình không biết 10 năm tiếp theo của cuộc đời sẽ như thế nào. Cuối cùng thì mình có làm được những điều mà mình muốn làm hay không. Nhưng mình sẽ chọn tin vào cuộc hành trình mà cuộc sống mang lại. Cái gì phải đến sẽ đến. Cái gì là của mình sẽ là của mình. Mình sẽ không vội vàng để mở món quà cuộc sống, mà sẽ kiên nhẫn chờ đợi những cuộc phiêu lưu, những khó khăn thử thách mà cuộc sống mang lại, buộc mình phải đấu tranh để có được. Lúc đó thành quả chắc chắn sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa rồi cửa sẽ mở. Mình tin điều đó. Tạm biệt và cảm ơn 2019.